chàng trai có vị trí đắc địa mà bất kỳ em mèo nào cũng mê. 从这个保洁第一天到我家开始，它就会贴贴。然后经过了一个星期的发展呢，已经变成这样了。啊？这怎么整啊？啊？ Không biết chàng trai này có gắn 500 hay pate gì trên người hay không? Nãy mèo nào anh chàng này nuôi cũng đòi leo lên trên mặt của anh để nằm. Bé mèo nhỏ này là chàng trai chỉ mới nhận nuôi có một tuần. Ban đầu anh đã thấy em nó có biểu hiện quấn người rồi. Chỉ là không ngờ một tuần sau em đã dính lấy người của anh luôn. Cứ mỗi khi anh nằm ngửa ra, em sẽ chạy đến và nằm sấp kiểu bánh mì trên má của chủ nhân. Thậm chí khi anh lấy tay để kéo chiếc mèo này ra mấy lần đi chăng nữa thì em nó vẫn vội vàng chạy về lại chỗ cũ. 是我是先天贴贴圣体呢，还是他呢？ À? Cứ tưởng là do bé mèo còn bé nên quấn người thế thôi, chứ lớn cũng vậy à. Khi em mèo bé xíu ngày nào đã ngót 10kg rồi, nhưng vẫn không bỏ được cái sở thích bám người của mình nữa. Thậm chí lúc 2 giờ sáng khi chàng trai đang say giấc, em lại lẻn vào được phòng rồi nằm lên hẳn mặt của chủ nhân mình luôn. Rồi cho dù anh có bắt ra bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì mèo ta cũng như cái boomerang quay về lại chỗ cũ. Hiện tại là 2:00. Sự thật thì có lẽ do mặt của anh chàng có cái gì đó rất cuốn hút, chứ không chỉ mỗi chiếc mèo tam thể ban đầu, đến em bò sữa mà anh mới nuôi cũng có cái sở thích giống y bản của mình, cũng thích nằm lên mặt của chủ nhân, dù cho anh có lôi đầu ra ngoài bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn cứ quay về lại chỗ cũ. Không chỉ có em bò sữa, chàng trai khi nhận nuôi một chiếc mèo con khác thì trộm vía em không thích nằm lên mặt của chủ nhân giống hai ông anh của mình. Mà chiếc mèo con này lại có sở thích, đó là nhồi bánh. Nhồi bánh một cách đam mê và bất chấp. Ăn trúng rồi, đã đa 1 vòng rồi, đã hay ai à. Hả? Đến tầm này thì chị có chắc chắn rằng anh chủ có một ma lực nào đó rất thu hút các em mèo. Chứ mèo nhà người ta nựng còn phải năn nỉ, lấy đâu ra là tự động quấn người như thế.